đón tiếp anh Hưng. Anh qua lựa một sợi dây. Đây là vàng Italy 750 quý khách ha. Sợi dây nam với mũi mặt rất là đẹp luôn. Đây mặt đầu sư tử nha. Dây với mặt này là gần 67g nha. Trị giá là 107 triệu. Rất là đẹp luôn. Này em xin phép đeo cho anh Hưng nha. Đó, quá đẹp luôn. Rồi đây một mẫu nhẫn nữa, nhẫn tỳ hưu nha, vàng nữ trang 980, hai bên đai là có chạm chữ Phước luôn. Hôm nhẫn này là 2 lượng. Rất là sắc sảo đẹp luôn nha, mẫu nhẫn này em về đủ trọng lượng luôn, từ 1 lượng, 2 lượng tới 5 lượng luôn ha. Em đeo cho anh nha, đeo món nào. Món giữa là giữ tiền nè, tấn tài tấn lộc là tiền vô luôn á. Rồi anh còn lựa thêm cho chị một cái lắc. Lắc bảng 6 hàng khen lộc ha. Lắc này là 3 lượng hơn. Chị đâu? Chị ơi em mượn tay em đeo luôn cho nha. Đây người đẹp ơi. Quá đẹp luôn. Rồi tổng bộ này của gia đình mình là 390 triệu. Rồi em gửi hóa đơn. Em cảm ơn gia đình mình nhiều nha. Cảm ơn gia đình mình, chúc sức khỏe chị. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em vinh hạnh đón tiếp chị Loan với anh Khánh. Này anh qua lựa một sợi dây. Đây là vàng nữ trang 980 quý khách nha. Một sợi dây hỏa tiễn ống chạm rồng, rất là đẹp luôn. Này khóa đây rất là chắc quý khách nha. Đây là mẫu dạng khóa hộp, hai khóa dự phòng nữa. Trọng lượng sợi dây này của anh là 7 lượng rưỡi, 7/2 ha. Trị giá là 435 triệu. Rất là đẹp luôn. Rồi còn chị Loan lựa bộ xi men. Hai bộ xi men của chị Loan. Đây là dàn công ty 610. Đây là mẫu chữ Vinh Hoa Phú Quý nha. Móc máy. Ba chị đeo hai bộ này là đi 50. Bộ này của chị tầm 50 triệu. Rồi. Đây mẫu hoa sen em đeo đây cũng rất là đẹp ha. Rồi em xin phép đeo cho anh Khánh nha. Quá sang luôn. Rồi em gửi mình hóa đơn. Cảm ơn nhiều ạ. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Sáng hôm nay Kim Thành Thảo có lộc của chị Nga ha. Hôm nay chị yêu đến ủng hộ em nè, một mâm sản phẩm rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Đây giới thiệu cho quý khách xem cái dòng xi men lò xo ha. Lò xo bi. Xuất sắc luôn nha. Nhà em có đủ hàng và đủ ni nha quý anh chị. Một cái dòng lò xo bi như vậy thì trọng lượng của nó là một cây vàng nè. Đeo lên tay rất là đẹp luôn. À, cái này là đeo dạng quấn nha, rất là hay nha. Rồi tiếp theo là một cái sợi dây bi, dây bi móc máy kim cương nè, rất là sáng nha quý anh chị. Cái mẫu bi này á, là dây này cắt hai loại máy nha, cắt hai kiểu nha, sáng lắm. Phong dây trọng lượng là 8 chỉ 5/4 nha. Đó. Quá đẹp chưa. Rồi một đôi bông tai, bông tai này em mới vừa về hàng tua dài á, xinh lắm. Phải nói là cực kỳ xinh luôn nha quý anh chị nè. Cái dạng bông tai này bông bập nha. Bông bập mà nó có nhiều tua. Mỗi tua là mỗi kiểu nha. Tua sắn hay là tua bi. Rất là xinh. Đôi bông này thì trọng lượng của nó là 1 chỉ 2. Và cuối cùng là một chiếc nhẫn phom dài nha. Đây, hột vàng. Mẫu mã rất là đẹp luôn. Nhẫn này trọng lượng là 1 chỉ 6/4. Rồi tất cả những sản phẩm hôm nay chị Nga mua ủng hộ tiệm thì giá trị của nó là 80 triệu nha quý anh chị nha. Em chào khách yêu của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Trưa hôm nay là em có lộc của gia đình của Hồng ha, ở nhà bè lên. Thì hôm nay là gia đình của mình đến ủng hộ em những sản phẩm nè quý anh chị. Xinh lắm nha. Đây mẫu lắc lắc giả đúc nè quý anh chị nè. Thẻ N ha. Lắc này thì trọng lượng của nó là cỡ khoảng gần 7 chỉ nha. Rồi tiếp theo là một cái sợi dây đồng tiền cổ uốn lá huyền đen. Đây cái này là logo của thương hiệu nha quý anh chị. Dây xinh lắm. Dây nhẹ vàng, dây đồng tiền nha. Dây này 5/5 thôi mà quá đẹp luôn. Một cái mặt nữa nè. Rất là xinh nha. Nhẹ nhàng dễ đeo. Rồi tiếp theo là chiếc nhẫn nam. Nhẫn nam thì công nghệ Italy 2 màu nha. Cái này là vàng công ty 610C 2 màu lên nha quý anh chị. Nhẫn đúc ha. Trọng lượng chiếc nhẫn này là gần 2 chỉ rưỡi vàng. Tiếp theo là một đôi bông tia. Bông tia baguette nè, y như cái mặt trời vậy đó. Rất là xinh luôn. Bông bọc ha. Và cuối cùng là một cái sợi dây xoắn hoa mai, quá xinh. Xoắn hoa mai này là trọng lượng của nó là cỡ khoảng 3 chỉ 7 nha. 3 chỉ 7. Nhà em có đủ trọng lượng luôn nha.
Rồi tất cả những sản phẩm hôm nay gia đình của Hồng mua ủng hộ tiệm thì có giá trị là cỡ khoảng 56 triệu nha. Cô mình có đeo á, còn chứ một cái lắc. Dạ em xin kính chào các tiệm nhân cho mình hỏi à, trưa nay là em đón tiếp chị Hường. Chị qua lựa một set bộ hoa hồng lưới nha, rất là đẹp luôn. Đây là mẫu kiềng nha, kiềng mặt dòng. Đây dạ nhận một móc máy rất là sáng luôn. Và nhẫn nữa. Bộ này của chị Hường là 1.7 1.5 ha. Chị giá là 67 triệu. Rất là đẹp luôn. Em xin phép đeo cho chị Hường nha. Quá trời xinh luôn. Đây em mở cái tay người đẹp đem đeo nha. Cái này nó có tăng lơ nè, chị muốn gọng chật sát vô luôn đúng không? Sát vô luôn để ôm cái tay ha. Đó, quá trời xinh. Rồi nhẫn nào, đeo nhẫn nào? Nhẫn này ha, này ngón giữa. Quá đẹp, xuất sắc luôn á. Rồi em cảm ơn người đẹp nhiều nha. Các chị làm ăn phát tài. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm nhà Kim Anh Đảo à. Chiều nay là em đón tiếp gia đình chị Châu. Nè anh chị qua lựa một bộ trang sức nha. Vừa có vàng 18 và vừa có vàng 24 luôn. Đây một sợi dây vàng 24 ha. Sợi dây hoa mai liền mặt. Rất là đẹp luôn. Dây này là tầm 3 chỉ ha. Rồi rất là nhiều món luôn. Một sợi dây xoắn lá. Đây là mẫu xoắn oval nha. Mặt thương hiệu Cartier Vallès nè. Chung bộ dưới đôi bông tai. Đây bộ này. Chị lựa thêm một cái dòng bản mô móc máy nữa. Dòng món máy khóa hộp ha. Một đôi bông toàn ten dạng tròn kết nha, tròn kết móc máy. Rồi, tất cả đây là của chị hết. Rồi, chị lựa cho anh hai sợi dây. Một sợi dây khoen lực trơn. Dây khoen lực trơn nè. Dây này là tầm 3 chỉ, dao động từ 3 chỉ đến 5 chỉ. Dây khoen lực thẻ, đây có thẻ này. Và một mẫu mặt, đây là mẫu mặt chữ Phước. Tổng bộ này của gia đình mình là 130 triệu ha. Rồi cái này em sẽ để hộp hết cho anh chị nha. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách nhà Kim Anh Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp anh Tường. Anh qua lựa cho chị một bộ xi men ha. Đây là mẫu xi men bản 7 ly. Móc máy. Móc máy đây là mẫu dạng lá nha. Rất là đẹp luôn. Trọng lượng bộ này là một lượng 4.5/9. Trị giá là 42 triệu 700 nha. Đi tay 56, đây em mới về rất là đẹp luôn. Thôi cái này em để hộp cho anh ha. Cảm ơn Tường nhiều. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm nhà Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị anh. Và anh lựa một cái lắc rất là đẹp luôn. Đây là mẫu lắc bản hoa mai ha, 3 tầng. Tầng cánh là gồm móc máy nha, móc máy với phun cát luôn. Phơm lắc này là 2 lượng 2, 7 phân 2. Rất là đẹp quý khách ạ. Lắc này em cũng về đủ trọng lượng luôn. Một lượng, lần rưỡi, hai lượng, ba lượng luôn. Lắc này của chị là trị giá 130 triệu 200 ha. Rồi cái này em để hộp cho chị anh nha. Cảm ơn chị anh nhiều. Em chào khách yêu tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Sáng hôm nay em có lọc của chị Hằng ở Kiên Giang lên nha quý anh chị. Trời ơi, ở xa lắm luôn á mà lên đây ủng hộ em nè. Thì hôm nay là chị yêu lên ủng hộ em nhẫn đá Nam Phi nha. Với lại một bộ dòng với lại nhẫn kim tiền. Đây mẫu hôm nay chị yêu muốn hộ em nè. Một cái dòng kim tiền hai len với lại một chiếc nhẫn kim tiền ha. Kim tiền may mắn nha, tiền tài. Đó, xinh lắm. Dễ đeo nữa quý anh chị ơi. Nhẫn thì trọng lượng có khoảng 7 phân hơn nha. Còn cái dòng là hai chỉ hơn xíu nè. Rất là sáng luôn. Rồi hai chiếc nhẫn đá Nam Phi. Quá đẹp. Nam Phi nhà em là đủ thể loại nha. Bao nhiêu vàng cũng có nha quý anh chị. Một chiếc là màu xanh thiên thanh nè. Còn một chiếc là màu cam. Rất là đẹp luôn, giác đá siêu sáng luôn nha. Một chiếc thì dao động cỡ khoảng 6 phân mấy vàng. Mà nhìn rất là đẹp luôn, sơm lắm luôn nha anh quý anh chị. Chị yêu đeo luôn không chị yêu? Không, em mua tặng. Dạ, mua tặng hả? Dạ. Những sản phẩm hôm nay chị mua ủng hộ em là cỡ khoảng tầm 18 triệu nha quý khách nha. Em cảm ơn chị yêu đã không ngại đường xa lên ủng hộ em nha. Sáng hôm nay thì có anh Lánh đến ủng hộ tiệm vàng Kim Đình Thảo một chiếc nhẫn nha quý anh chị. Thì cái mẫu nhẫn hôm nay là anh mua là vàng nữ trang 980 nha. Chiếc nhẫn nặng 8 chỉ vàng. 8 chỉ rất là đẹp luôn anh chị ơi. Cái form nó nhỏ nhưng mà đặt kẹo luôn nè. Anh chị nhìn nè, trong lòng nè. Đặt hết luôn nha. Đó, thành rất là dày luôn. Này là mặt chữ Phước nha quý anh chị.
hai bên đai là có chạm thần tài, thần tài may mắn nha. Này, chiếc nhẫn 8 chỉ nha, rất là đẹp luôn. Nhẫn này hôm nay anh mua ủng hộ em là 45 triệu nè quý anh chị ơi.